Anh chị có nghe âm thanh gì không? Tiếng gió rít. Tiếng gió rít hàng phi lao. Đây là sau cơn bão anh chị nhá. Cơn bão. Đây. Cành lá quăng tứ tung. Sau cơn bão chúng tôi đi kiểm tra đàn ong tại trại ong thực tế. Đây. Tầng nhiều tầng. Rất may anh chị nhá. Không có thùng nào bay hay đổ. Ong này vẫn để đi làm rồi. Chúng tôi phải dùng cái chân bằng cái thùng ong cũ này, úp ngược xuống, úp thùng để giữ thoát ra. Để làm chân cho ong. Đây. Cành lá lung tung. Đây. Đây. Đấy. Gió nó vặt đấy. Đây. Gió vặt này. Gió vặt. Đấy. Anh tanh bành. Rất may là các thùng ong còn nguyên. Ong vẫn đi làm bình thường. Được cái bão không to lắm nên là hoa vẫn còn. Ong vẫn mang phấn về. Wow. Vẫn mang mật về. Sau cơn bão vẫn lấy mật về. Rồi. Lá nó bứt xuống đây. Rất may. Không sao cả. Rất may. Còn to. Đấy, ong vẫn mang phấn về đấy. Vẫn đi làm bình thường. Vẫn lên cái phấn. May rồi. Thế như vậy nguồn vẫn còn. Vâng, nguồn vẫn còn. Thế thì đợt mưa này thì sau đợt mưa này thì nguồn rất tốt. Mưa gió này sau đó là nguồn sẽ rất là tốt. Thơm lắm. Gần vít hết nắp hay rồi. Gần vít nắp hay rồi. Thời tiết mát như này thì cái mật nó sẽ đặc hơn. Bây giờ 29 độ bên ngoài, trời 29 độ.